Này á, nó kỹ sư á, đi thăm ô tô hàng tháng mà. Có gì hả anh? Xin lỗi anh. Dạ, không có gì đâu. À, anh Huy, em đi trước nha. Ok em. Lại nữa rồi đấy hả? Em xin lỗi anh. Tại vì quá khứ của em đáng sợ quá. Mỗi lần mà em nhớ lại là em rùng mình.